Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Nếu thích mọi người có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh để giúp mình có động lực hơn. Bắt đầu với bộ truyện Kế hoạch thuần hóa Bạch Nguyệt Quang tập 1. Nước Triệu vì hoàng đế bạo ngược, chính quyền bị lật đổ, công chúa Triệu Mộc Huyền bị ép buộc phải sống lưu vong. Nàng vô cùng căm hận kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện, và nàng đã biến những đau khổ bất hạnh này trở thành một ngọn lửa hận thù, một lòng muốn sống để trả thù. Nam Quốc, Hạ Viên Thành. Công chúa Triệu Quốc Triệu Mộ Hiên. Chuyện gì vậy? Có người xông qua đây. Tránh ra, tránh ra, tránh sang một bên. Đừng chắn đường. Ăn mày A Lai. Đứng lại, nhóc con, còn chạy. Đừng để tao bắt được mày. Ôi, cái lưng của ta. Hi hi, chỉ dựa vào ngươi thì không đuổi kịp tiểu gia đâu. Ha ha ha. Ta, ơ. Mau tránh ra. Á, ơm đau. Cánh tay của ta bị đập rồi. Này, người đi đứng không có mắt à? Xin lỗi. Tỷ tỷ đẹp quá. Úi, sao không thấy túi của mình đâu nhỉ? Xin lỗi nhé, tỷ đừng tức giận, mà ta làm mất thứ gì sao? Ta có thể đưa tiền cho ngươi, nhưng ngươi phải trả lại túi cho ta được không? Tỷ có nhầm không vậy, con mắt nào thấy ta trộm đồ của tỷ? Tiểu gia còn phải lên đường gấp, đứng dậy cho ta. Tiểu quỷ thối, đứng lại cho ta, trả màn thầu lại đây. Ôi, đúng là xui xẻo, sao toàn là ăn xin thế? Đói quá. Nghĩ lại xem sao mình lại rơi vào tình cảnh như hiện tại.